kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18h30 phút chiều nay, thứ năm ngày 21 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Công trình được xây dựng trên khu đất hơn 2.000 m2, tiếp giáp với chùa Táo, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Công trình có quy mô 3 tầng, thời gian thi công dự kiến từ nay đến quý tư năm 2024 sẽ hoàn thành. Dự toán kinh phí xây dựng khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ xã hội hóa của các tăng ni, Phật tử, cơ quan, doanh nghiệp cúng dường. Ban kiến thiết lập tài khoản ngân hàng, tiếp nhận nguồn công đức, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Việc khởi công xây dựng trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là niềm vui chung của tăng ni, Phật tử và nhân dân trong và ngoài tỉnh, đáp ứng điều kiện để chức sắc, chức việc Phật giáo an tâm hành đạo. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Thời điểm hiện tại, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời đường dây 110 kV, 220 kV, 500 kV. Tổng kinh phí đã chi trả bồi thường hỗ trợ gần 776 tỷ đồng, dự kiến phê duyệt trước ngày 25 tháng 9 năm 2023, ký hợp đồng với đơn vị thi công và tổ chức thi công trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam chỉ đạo các địa phương có diện tích thuộc dự án vành đai 4 cần quản lý chặt chẽ diện tích đất đã giải phóng mặt bằng, không để phát sinh tình trạng tái lấn chiếm, huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, chủ yếu là diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, tổ chức xây dựng các khu tái định cư, di chuyển mùa mả theo các mốc tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, 21 tháng 9 năm 1973, 21 tháng 9 năm 2023. Tại tỉnh Hưng Yên, trong số hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài đến từ các nước và vùng lãnh thổ vào tỉnh, Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Tính đến giữa tháng 9 năm 2023, Nhật Bản có gần 180 dự án với số vốn đăng ký đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Hưng Yên. Đây đều là các dự án có quy mô đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, tập trung vào các nhóm ngành sản xuất điện tử, cơ khí chế tạo, máy móc công nghệ. Hiện đã có 169 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho trên 45.000 lao động. Năm 2022, các doanh nghiệp của Nhật Bản đóng góp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hơn 1.400 tỷ đồng. Gà Đông Tảo là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Theo định hướng, đến năm 2025, gà Đông Tảo sẽ trở thành sản phẩm OCOP xếp hạng 5 sao của tỉnh Hưng Yên. Huyện Khoái Châu hiện có khoảng 60.000 con gà Đông Tảo và trên 700.000 con gà Đông Tảo Lai, được tập trung ở các xã Đông Tảo, Liên Khê, Đông Kết, Bình Minh, Bình Kiều, Tuân Dân. Để nâng cao chất lượng sản phẩm gà Đông Tảo gắn với xây dựng thương hiệu trở thành sản phẩm OCOP xếp hạng 5 sao, huyện chú trọng để mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chương trình OCOP, thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại nhằm ổn định, tái tạo và phát triển, tiếp tục chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, Việt Gáp. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý. Festival Thu Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đây là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Lễ hội có quy mô 150 gian hàng, giới thiệu các không gian, hương sắc mùa thu, hương vị mùa thu, quà tặng mùa thu, vườn ánh sáng. Ngoài ra, nhiều điểm đến du lịch Hà Nội hấp dẫn được giới thiệu như cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, vùng hoa Mê Linh, làng cổ Đường Lâm. Đặc biệt, các gian hàng còn mô phỏng nhà phố phái ở góc phố ẩm thực tại hiện. Điểm nhấn Carnival Thu Hà Nội được dàn dựng công phu với quy mô 1.500 người, diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 10. Để phục vụ lễ hội, Thành Tuyên, tỉnh Tuyên Quang vừa chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai lắp đặt Wi-Fi miễn phí tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Đây là hoạt động nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với lễ hội Thành Tuyên diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 9 cùng với chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14. Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình đêm hội Thành Tuyên được tổ chức quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận và địa phương hai nước có quan hệ hợp tác hữu nghị với Tuyên Quang
là tỉnh Siêng Quảng, Lào và thành phố Aseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cũng tham gia chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và thành phố Hà Nội đang phối hợp truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú tại thôn Trung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, là nghi can bắt cóc cháu bé ở khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội để đòi tiền chuộc. Theo cơ quan công an, bước đầu xác định Giáp Thị Huyền Trang được gia đình bé gái sinh năm 2021 thuê đón cháu hàng ngày từ trường mẫu giáo về nhà. Chiều ngày 19 tháng 9, Trang nhắn tin cho gia đình cháu bé thông báo đã bắt cóc cháu và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Nhưng sau đó, Trang đã sát hại nạn nhân. Một lãnh đạo của xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thông tin Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình Trang ở quê, nằm trong diện thuần nông. Trang từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc. Thông tin ban đầu cho thấy Trang có vướng vào nợ nần trong thời gian ở địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Thành, sinh năm 1993, trú tại thôn Tân Hưng, xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an huyện Ân Thi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Chu Văn Đê, sinh năm 1976, trú tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi về việc ngày 29 tháng 8 năm 2023, lợi dụng lúc gia đình anh đi vắng, kẻ gian đã phá khóa cửa, lục soát và trộm cắp số tiền trên 193 triệu đồng và một đôi bông tai bằng vàng do anh Đê cất trong hộp sắt có khóa để dưới gầm giường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ và tổ chức bắt giữ đối tượng Vũ Đình Thành là đối tượng nghiện ma túy đã lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Làn sóng người di cư qua Địa Trung Hải đổ bộ vào châu Âu đang gây ra tình trạng khủng hoảng về việc tiếp nhận làm nóng trở lại cuộc tranh luận trong Liên minh châu Âu EU về vấn đề phân bổ người tị nạn. Theo dữ liệu của chính phủ Italia, gần 130.000 người di cư đã đến nước này trong năm nay, gần gấp đôi con số cùng kỳ năm 2022. Trong đó, đã có hơn 7.000 người đến đảo Lampedusa, vượt quá khả năng tiếp nhận của chính quyền địa phương. Trong khi đó, theo tuyên bố của đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tình hình trên đảo Lampedusa đã trở nên nghiêm trọng sau khi số lượng người di cư và người tị nạn lớn chưa từng có trong những ngày gần đây. Cao ủy người tị nạn Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế khu vực thống nhất về thủ tục cập bến và bố trí lại những người đến Italia bằng đường biển trên khắp EU. Bộ Y tế Lào vừa có văn bản thông báo và yêu cầu tất cả người dân cần tập trung theo dõi và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Thông báo được đưa ra sau khi phát hiện một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh vào nước này. Theo đó, một người đàn ông tại Lào được phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi đi du lịch từ một quốc gia láng giềng. Người này hiện đang được theo dõi chặt chẽ tại một bệnh viện ở thủ đô Vientiane. Bộ Y tế Lào cho biết, nhiều trường hợp có thể được phát hiện ở Lào vì số lượng người đi du lịch đến các quốc gia khác cao, bao gồm cả những nơi đã báo cáo sự xuất hiện của virus. Để ngăn chặn sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh giáp danh với các quốc gia láng giềng cần khẩn trương có các biện pháp ứng phó. Các trường hợp nghi nhiễm bệnh phải được xét nghiệm và gửi mẫu đến Trung tâm Xét nghiệm và Dịch tễ Trung ương để phân tích. Hôm 20 tháng 9, các nhà khoa học biển Thái Lan cho biết một số khu vực ở vịnh Thái Lan có lượng sinh vật phù du tăng gấp 10 lần bình thường, khiến vùng biển nơi đây thành màu xanh tươi và giết chết nhiều sinh vật biển. Hiệp hội Thủy sản tỉnh Chonburi của Thái Lan cho biết, bờ biển của tỉnh này nổi tiếng với các trang trại nuôi chai, nhưng nay đã có hơn 80% trong số gần 300 lô trong khu vực bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cho biết, sinh vật phù du nở hoa một hoặc hai lần mỗi năm, và mỗi lần nở hoa kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Chúng có thể sản sinh ra chất độc gây hại cho môi trường hoặc giết chết sinh vật biển bằng cách làm cạn kiệt lượng oxy trong nước và cản trở ánh sáng mặt trời. Trong khi nguyên nhân của sự nở rộ sinh vật phù du vẫn chưa rõ ràng, thì các nhà khoa học tin rằng ô nhiễm và nắng nóng gay gắt do biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Neuralink, công ty công nghệ thần kinh của tỷ phú Elon Musk, thông báo đã nhận được sự chấp thuận từ một hội đồng đánh giá độc lập để bắt đầu thử nghiệm cấy chip não đầu tiên cho các bệnh nhân bị liệt. Neuralink cho biết bắt đầu tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm lâm sàng trên người.
Về những người đủ điều kiện, Neuroning cho biết đối tượng thích hợp đó là các bệnh nhân bị liệt do chấn thương tủy sống cổ hoặc là bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Những người tham gia sẽ được một robot độc quyền phẫu thuật kế ghép con chip giao diện não, máy tính vào vùng não điều khiển cử động, từ đó cho phép bệnh nhân bị liệt có thể điều khiển bàn phím, con trỏ máy tính bằng sức mạnh của suy nghĩ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.